chào mọi người, hiện giờ mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK và hôm nay mình rất là vui khi được xử lý laser cho một chị khách hàng khá là nổi tiếng. Rất nhiều người đã biết chị ấy qua màn ảnh nhỏ bởi những cái tiểu phẩm hài cũng như là những cái tiết mục hài, đó là chị Vân Anh. Chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm mà lông mày này mình đã làm được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Chị làm nhiều năm rồi em ạ. Dạ vâng, thì trước khi đến DK không biết là chị đã có tìm hiểu về những cái cơ sở nào để sửa lông mày chưa ạ? Nói thật là chị đã tìm hiểu rất nhiều cơ sở rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì làm hay không là cũng là một cái duyên nữa. Dạ. Hôm nay, vâng ạ. Hôm nay chị đến thì muốn bọn em này, cái phông lông mày của chị muốn bọn em cái chỗ còn chỗ đỏ này này. Vâng ạ. Vì chị cũng đã bút 2 lần rồi của dạ. cơ sở khác. À vâng ạ. Vậy là mình cũng đã xử lý ở nơi khác đúng không chị? Vậy không biết là những nơi khác thì không biết là khi mà chị trải nghiệm dịch vụ ở đó ấy, thì cảm nhận của chị như thế nào hả chị? Và cái laser đấy thì nó như thế nào, chị có thể mô tả cho em kỹ hơn được không ạ? Khi mà nơi khác, khi nói chung là khi phá cái form lông mày cũ này vâng này ạ. Thì chị thấy rằng là nó cứ bị cháy hết cái phần vâng ạ. Cháy hết cái phần lông mày của chị. Rất lâu rồi nó mới được mọc gọi là hơi vâng hơi ạ. Có một tí lông thì bị cháy ạ. Vậy còn da của chị thì có ảnh hưởng gì không chị? Nó chảy máu và nó bị sưng như là nó rộp đỏ lên và các cái mô nước nó cứ chảy liên tục em. Vâng, sau đó nó bong chóc ra đi đúng không ạ? Đó những cái công nghệ laser trước đây thường những cái công nghệ đó ạ. Ngoài những cái nhược điểm mà chị Vân Anh của chúng ta vừa chia sẻ là cháy trụi lông này rồi làm da bị tổn thương này thì nó sẽ còn làm cho cái vùng da chúng ta ấy, nhẹ thì là bị chai còn nặng thì sẽ bị sẹo khá là nặng nhá. Nhưng rất là may mắn là vùng da của chị vẫn còn khá là bình thường chứ không bị sẹo chị ạ. Và hôm nay thì em xin phép là mời chị trải nghiệm cái dịch vụ bên em nhá. Và trong quá trình mà mình xử lý laser cho chị Vân Anh thì nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi muốn đặt ra thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới livestream để mình có thể giúp mọi người trả lời những cái thắc mắc trước khi mà đăng ký sử dụng dịch vụ laser tại DK nhá. Thông thường khi mà khử đỏ thì cả mình và khách hàng đều sẽ phải đeo kính để bảo vệ mắt ạ. Chị Vân Anh nhắc đầu giúp em nhá. Có đau không em? Dạ. Thực ra thì nói là không đau thì là hơi điêu. Nhưng mà trong quá trình làm thì chị sẽ chỉ cảm thấy hơi châm chích một chút xíu trên cái vùng da của mình cho chị nhá. Bởi vì laser thì bản chất của nó là sẽ làm nóng cái vùng da của mình này. Và ngoài ra thì như mọi người nhìn thấy ạ, lông mày của chị khá là đỏ. Nguyên nhân của mực đỏ là gì ạ? Là bởi vì trong thành phần mực ạ, không có chất chống trổ. Vậy nên là thường với những cái gốc mực như vậy thì ít là trong khoảng tầm từ 4 tháng đến 6 tháng nó sẽ bắt đầu bị phai ra cái màu đỏ nhá. Và đối với gốc mực của DK thì mọi người yên tâm cam kết là trong thành phần mực đã có chất trổ đỏ, à chất chống đỏ đấy ạ. Bởi vì mực của bên mình là nhập khẩu từ Đức nhé mọi người nhé. Đức là cái đất nước rất là nghiêm ngặt về cái thành phần hóa chất, cho nên là mọi người yên tâm là mực của bên mình sẽ chỉ nhạt dần đi theo thời gian thôi, chứ không sợ bị đỏ đi đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xử lý vuốt mực đỏ nhé. Em bắt đầu vuốt nhé chị Vân Anh nhé. Chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu không hả chị? Dạ vâng ạ, rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Thực ra lúc cảm giác là hút nó sẽ đau, nhưng mà khi mà em làm thì chị cũng... Vâng ạ. Như ống kính mọi người có thể quan sát nhá. Hiện một bên này là mình đã khử đỏ xong rồi ạ. Và lông mày đã chuyển sang màu xanh đen. Còn bên này thì mình chưa khử đỏ cho nên là màu lông mày vẫn còn rất là đỏ đây ạ. Và mọi người nhìn thấy nhá, lông mày của chị ấy không hề bị trắng, cũng không hề bị cháy trụi một chút nào cả. Công nghệ laser Picomax là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Và như mọi người quan sát đấy, mình nhấn mạnh lại một lần nữa là lông của khách hàng không hề bị cháy trụi và vùng da của khách hàng thì không làm sao nhá. Ngay lập tức lớp mực đỏ đã được đánh tan đi ạ và chuyển sang thành lớp mực màu đen. Và bây giờ thì em xin phép là hút đỏ bên còn lại chị nhá. Em tiếp tục xử lý ạ. Và ngay sau khi khử đỏ thì mình sẽ hút mực đen cho chị Vân Anh nhé mọi người nhé. Và hiện giờ thì giá của một liệu trình xóa bên mình thì đang có giá niêm yết là 4 triệu và đang được giảm 10%. Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là mực đỏ phải xóa đến 2 lần như thế này. Trong một ngày xóa phải xóa đến 2 lần, một lần khử đỏ rồi một lần hạ tông màu đen. Thì liệu giá thành có cao hơn không? Thì mình xin trả lời trong livestream này là bên mình 4 triệu đó là giá niêm yết bao trọn gói cho khách hàng xóa tới khi có thể sạch tối đa được cái gốc mực của khách hàng nhé. Ok, vậy là mình đã xóa xong phần mực đỏ của chị Vân Anh. Đã Dạ vâng ạ. Thực ra là em mới thử xong đỏ thôi nhưng mà nếu mà chị muốn em vẫn sẽ cho chị ngắm lại một chút nhá. Đây ạ, chị mở mắt xem không thấy cảm giác khi mà em đốt. Đây ạ, chị nhìn thấy mực của mình đã hết sạch đỏ hoàn toàn rồi ạ. Và ngay bây giờ thì em sẽ lại tiếp tục em xử lý cái màu xanh đen này cho chị nhé chị nhá. Không bây đau gì đâu nhé. Vâng ạ. Chị có cảm nhận gì không hả chị?
ngoài cái vấn đề là không thấy đau ra. Covid đúng hết rồi. Vâng ạ, vâng, chị nhắm mắt giúp em, em xử lý tiếp cho mình nữa. Và bây giờ thì sau khi mà đã hút đỏ cho khách hàng ấy thì mình sẽ bắt đầu là xử lý hạ tông cái phần mực đen này, như mọi người nhìn thấy này của chị Vân Anh đã khá là nhạt rồi. Hôm nay mình sẽ hút để cho chị có thể làm được mới luôn nhá. Em bắt đầu xử lý nhé chị Vân Anh nhé. Có cảm thấy đau hơn không hả chị? Hơi một chút thôi. Vâng ạ. Đấy, như mọi người có thể nghe cảm nhận của chị Vân Anh ấy, là khi mà cái laser nó tác động vào cái vùng da đấy thì mình sẽ cảm thấy nó hơi châm chích một chút xíu thôi. Bởi vì là laser ấy, nó không như là cái việc mà mình làm phun xăm. Khi mà chúng ta phun ấy, là chúng ta chỉ làm trên bề mặt thôi. Nhưng mà khi mà laser nó tác động xuống cái vùng da của mình ấy, thì nó còn đánh những cái hạt mực ở phía dưới những cái lớp da này nữa. Vậy nên là các bạn sẽ cảm thấy cái vùng da của mình nó hơi cắn cắn, hơi châm chích một chút xíu nhá. Em bắt đầu tiếp tục xử lý này. Nhưng mà như mọi người nhìn thấy đấy là mình làm rất là nhanh. Chưa đến 2 phút thôi là đã xong lông mày rồi. Vậy nên là các khách hàng không phải lo lắng đến vấn đề là sẽ cảm thấy bị khó chịu trong thời gian dài đâu nhá. Mọi người yên tâm ạ. Đây mọi người nhìn thấy là laser bắt đến đâu là đã sạch đến đấy này. Mực của chị Vân Anh đã hoàn toàn là sạch rồi đấy ạ. Ok rồi. Chị ơi, đây là mình xong rồi này, em bôi cho chị một chút kem dưỡng nhá. Mình đang bôi kem dưỡng cho chị Vân Anh. Cái kem dưỡng này thì nó có công dụng mà nó tái tạo lại da, giúp da của chúng ta nuôi dưỡng đầy đủ ấy, thì khi mà chúng ta làm mới thì nó sẽ ăn mực hơn mọi người nhá. Và bây giờ thì mình sẽ để cho chị Vân Anh nghỉ ngơi một chút, rồi sau đấy sẽ ủ thêm tê để cho chị ấy có thể làm cặp lông mày mới bằng công nghệ Headshot. Công nghệ Headshot là cái công nghệ đang rất là hot trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng vì Việt Nam, và hiện giờ thì nó cũng đang là một công nghệ đang làm mưa làm gió tại DK. Và công nghệ này thì chuyên gia ấy sẽ đi sợi bằng dao, rồi sau đấy sẽ đi thêm sợi một lần nữa bằng máy. Sử dụng kim nano sẽ giúp mực được đưa xuống dưới bề mặt da lâu hơn. Thì để cái công nghệ đó rất phù hợp với những cái tình trạng da đã qua xóa sửa này, lỗ chân lông to và mỏng như của chị Vân Anh. Và để theo dõi được cái tình trạng lông mày của chị Vân Anh sau khi mà đã sửa lại những cái sản phẩm nó đẹp như thế nào, và nhớ theo dõi trên fanpage của DK để có thể cập nhật được tư liệu những hình ảnh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.